Đêm nay ngồi lại dưới hiên, có nỗi buồn biết chia cùng ai. Thế giới ngập tràn đắng cay, cớ sao em khổ đau trọn đời. Mưa rơi từng giọt khóc than, nước mắt em rớt bao năm. Chẳng không khổ đau, xin cho tôi quên đi tháng năm cùng người. Dấu hận thù tình yêu qua bao bao giờ, em yêu ai chắc mang bao lỗi lầm. Đến bây giờ bà cả gọi mày lên nhà trên để dạy việc đó. Vậy vậy là bà cả thả tôi ra hả? Vậy còn Mận thì sao? Mày nên lo cái thân của mày trước đi. Bậy bà thả luôn Mận đi bà. Mày còn không mau đi nhanh, chắc muốn bị nhốt ở đây suốt đời đó đa. Đi. Đâu có phải là tôi hẹp bụng không nói trước đâu, chớ chi tại mấy người muốn chết nên đâm đầu vào thôi. Mấy người có trách á là trách cái bụng dạ tham lam với cái tính thích trèo cao, muốn một bước lên voi của mấy người đó đa. Lần này chết hụt, bộ còn chưa biết sợ hay sao hả? Dạ, thưa má gọi con. Con ngồi xuống đó cho má dạy việc. Bây giờ chỉ có hai má con mình ở đây. Vậy á, con nói rõ mọi việc đặng cho má tỏ tường. Tân, con đem cho con Mận đôi bông này của vợ con phải không? Con tưởng á là con có thể qua mắt được má hay sao? Chuyện sằng bậy như vậy đó mà con cũng dám làm. Con không sợ thiên hạ họ khinh nhờn sao con? Còn vợ con nữa chứ, nó mà hay á thì làm sao tránh được chuyện này cho khỏi phiền lòng. Rủi á, nó buồn bực, nó thất trí, nó làm quấy rồi sao? Con đó làm cho má đau lòng cực trí quá đa. Con xin má tha tội, con đâu biết má hay lại làm sập mọi chuyện ra như vậy chứ. Con lớn rồi, làm việc gì cũng phải tính trước tính sau. Mai sau con sẽ thay thế cha con là trụ cột của gia đình này, cho nên
con phải tập tánh chững chạc, đàng hoàng nghe con. Dạ, con biết. Nhưng đàn ông năm thê bảy thiếp thì có sao đâu má. Con muốn lấy vợ bé, má cũng chịu. Nhưng lấy ai á thì cũng phải cho xứng với gia đình mình chứ con. Con Mận á là kẻ ăn người ở, ở trong nhà, thân phận nó thấp hèn như vậy, sao má bằng lòng cho đặng? Má nói như vậy thì con phải biết cách ăn ở sao cho phải nghe không? Thôi con đi ra ngoài đi, cho má nghỉ. Dạ. Dạ, con xin phép má. Ừ. Dạ thưa bà. Dạ bẩm bà, mà bị oan ức lắm. Con cầu xin bà đừng bắt tội cổ. Cậu đứng dậy đi. Tại sao cậu binh vực cho con Mận lung vậy? Coi bộ cậu thương con Mận thiệt rồi phải không? Thôi được, nếu mà cậu thương nó thì tôi sẽ gả nó cho cậu. Cậu bằng lòng chứ? Dạ, bà nói thiệt hả bà? Bà gả Mận cho con sao bà? Không chỉ gả nó cho cậu mà tôi sẽ còn cho cậu một ít bạc, rồi quỷ giấy bán thân để cậu dắt nó đi nơi khác làm ăn mà sanh sống. Việc này tôi không nói chơi đâu. Dạ, con đội hơn bà. Con thề, con thề là sau này con nguyện làm thân trâu ngựa để trả hết công ơn của bà. Con đội hơn bà. Thôi được rồi, cậu xuống báo tin cho con Mận nó hay đi, đặng có khi cần thu xếp thì làm. Đợi ít bữa bà ba về, tôi sẽ nói lại chuyện này, rồi định ngày luôn đó đa. Dạ, con sẽ nói liền. Con tạ ơn bà, con tạ ơn bà, con tạ ơn trời đất. Con mừng quá bà ơi. Mận mà nghe tin này chắc cổ còn mừng hơn con nữa. Con xin phép bà và con đi nha bà. Con mừng quá bà ơi. Dạ thưa bà, công chuyện của bà tôi không dám xen vào, nhưng liệu bà tính vậy có ổn không bà? Con Mận là người của bà ba đưa về, không biết bà ba có bằng lòng không chứ. Tôi tính như vậy là dẹn cả đôi đường đó đa. Tôi để hai đứa nó ra ngoài sanh sống, chứ con Mận còn ở trong nhà này ác sao sanh chuyện không hay. Chuyện lùm xùm hổm nay sao tôi thấy nó nghi ngại quá thưa bà. Tôi nghĩ chắc cũng do bà hai lập mưu tính kế gì đó làm xáo trộn cả nhà lên. Lòng dạ bà hai ra sao tôi biết hết đó, chứ không phải không. Bà không chỉ muốn làm hổ mặt thằng Tân mà còn muốn châm hỏng vô tôi nữa nè. Thôi thì cũng là ghen ăn tức ở mà ra thôi. Chắc là bà muốn thay tôi cai quản căn nhà này đó ra. Tôi nghĩ chỉ tội cho con Mận nó phải chịu hàm oan. Dạ, cũng may á là ông không có ở nhà, chớ không chắc cũng ồn ào dữ lắm đa. Thôi chị đừng có nhắc, đợi mà tới khi ông nhà tôi ổng về đó, thế nào cũng có người bươi lại chuyện này nữa cho mà coi. Mận, Mận ơi, Mận,
Bà cả thiệt là người nhớ đức. Bà cả không bắt tội hai đứa mình. Bà hứa sẽ cấp bạc cho tụi mình làm đám cưới rồi ra riêng nữa chứ. Trời, em biết không, cái chuyện y như là qua đang nằm mơ vậy đó đã. Anh nói từ từ lại cho tôi nghe coi, bà cả nói sao? Thì bà cả kêu qua lên hỏi, hỏi là qua có thương em thiệt tình hay không. Rồi bà cả nói là sẽ lo liệu cho tụi mình như vậy đó. Và chờ khi bà ba về, bà cả sẽ bàn bạc lại. Tức thì qua sẽ được xóa nợ và tụi mình sẽ được thành vợ thành chồng như là ước nguyện đó đã. Bà cả chỉ nói như vậy thôi, hay còn căn dặn chi nữa? Bà dạy qua là phải dắt em đi khỏi chỗ này, đi càng xa càng tốt. Mà qua thấy bà cả nói phải lắm mà. Tụi mình phải đi tới cái chỗ nào mà ở đó không có ai biết gốc tích chi của mình hết á. Mình lấy nhau rồi thì em yên tâm, qua sẽ ráng hết sức để lo cho em. Có cực cách mấy qua cũng chịu được. Với lại mai mốt mà có con á, qua càng mừng hơn nữa. Qua hứa là sẽ không để cho em phải cực thân đâu. Mình nghèo nhưng mà mình sẽ sống sao cho thiệt vui vẻ hạnh phúc nghe em. Má à, sao má lại đứng ra gả con Mận cho thằng Đực vậy má? Thằng đó nó chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà này, cứ theo dõi bản thân thì nó phải làm công cho nhà mình tới khi già vẫn chưa hết nợ. Cớ chi má đòi xé giấy cho nó hết nợ rồi cấp bạc cho nó đi nữa làm sao? Con nói lý lẽ đã hết chưa? Má làm như vậy đó, cớ chi có không mà con phải rầy ra? Con không dám nói má sai, nhưng theo lệ của nhà mình thì chưa bao giờ có chuyện này. Có hay không là do mình mà con. Nào giờ chưa có thì bây giờ mình tạo ra có hại chi đâu. Nhưng má cũng phải hỏi qua ba coi ba có bằng lòng không chứ. Tùy chuyện mà làm, chuyện nhỏ như vậy á mà làm phiền tới ba con làm chi. Má có thể thay ba con định đoạt chuyện này. Nhưng còn Mận, cổ là người của má ba đưa về, má đã dò ý má ba chưa? Con lo làm chi, má biết thu xếp mọi việc sao cho ổn thỏa mà. Dạ, nhưng chuyện này má làm là vì con đó đã. Má không muốn có chuyện tằng tiệu, tai tiếng ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình mình. Dạ, nhưng má đã lo xong mọi chuyện rồi, khỏi phiền con phải cực trí nữa nghe không? Má nghe con nói đã. Ông bà tổ tiên phù hộ cho con trai của con tên là Thiên Tân, tránh xa cái sự cám dỗ của sắc dục. Con thành tâm cầu xin chư vị chỉ cho nó thấy đường ngay lối thẳng, tu tâm tịnh trí để làm người hiền lương. Xin ông bà phù hộ cho con dâu của con, nó không phải chịu kiếp chồng chung bạc bẽo. Dạ con chào bà cả. Con coi á, lặt bỏ mấy cái lá sâu đặng cho cây nó mạnh, nó mới tươi tốt được. Chỗ nào á, mà còn lùm xùm quá thì tỉa sao á, cho nó gọn gàng. Có như vậy nhìn mới đẹp mắt nó đa. Dạ. Chị cả. Dạ chào bà hai.
Chị phân xử chuyện thằng Đực với con Mận coi kỳ khôi quá đa. Tụi nó là quân ăn trộm, chứng cớ rành rành, mắc chi mà chị cho thả hai đứa nó ra chứ. Chị làm vậy là binh tụi nó ra mặt rồi đa. Con đi ra sao á, bón phân giùm bà mấy cây hoa lài đi. Dạ, xin phép bà cả, xin phép bà hai. Em làm chi mà ăn nói sẵn sớm quá vậy? Trước mặt tôi tớ trong nhà, em cũng phải giữ thể diện cho mình một chút chứ. Thì tại em bực bội quá nên mới lỡ miệng. Thôi em xin lỗi chị, nhưng em nghe học lại chuyện này em tức tối quá đà. Chị phải trừng trị sao cho cái đám tôi tớ nó sợ khiếp vía. Chứ chị làm vậy sau này em e là tụi nó được lừng, nó khinh nhờn phép tắc trong nhà đó đà. Không khéo á, nó bắt chước sanh tật, ăn trộm ăn cắp nữa đó chứ. Em nói hết chưa? Em hai à, em dư biết đôi bông tai đó là do thằng Tân cho con Mận phải không em? Em... Chị biết là em muốn cho thằng Tân nó bị hổ mặt với người ăn, kẻ ở trong nhà. Chứ đâu phải là em muốn bắt tội con Mận. Đang yên, đang lành, vậy mà em cứ muốn xào xáo lên chi vậy? Chị phân xử công chuyện như vậy, thiệt ra là chị đang muốn dẹp bỏ thị phi ở trong nhà, cho yên cửa, yên nhà. Đây cũng là điều ông đã căn dặn để cho chị cai quản căn nhà này. Nói nào ngay, nếu mà thằng Tân á, nó muốn cho con Mận đôi bông tai cũng chẳng hại gì hết. Muốn bỏ qua hay làm lớn chuyện là cũng do tâm ý của mình thôi. Chị gả con Mận cho thằng Đực cũng là việc nên làm, coi như là mình tạo phúc cho con cái sau này đó ra. Ông đã giao quyền cho chị thì chị muốn làm chi thì tùy ý. Em chỉ e là chị làm vậy khác nào bắt than cho đám tôi tớ nó leo. Ăn trộm ăn cắp mà còn được cấp bạc gả chồng. Hi. Sau này có đứa cũng phạm tội như vậy chị có tha không? Thôi, mai mốt ông về có hỏi tới chuyện này á thì chị liệu bề mà thưa, em không can dự chi hết. Mình thức dậy rồi hả? Thấy mình ngủ ngon cho nên em không dám kêu mình dậy. Mấy giờ rồi? Dạ, hơn 8 giờ rồi. Tôi chết. Tôi có hẹn với ông trạng sư Bỉnh lúc 9 giờ ở nhà hàng Đồi Cù. Vậy bây giờ mình dậy sửa soạn đi là vừa. Cà phê thơm quá. Hay là mình đi với tôi, chơi ở nhà không làm gì cũng buồn. Thôi, chỗ đợt ông bàn công chuyện, em đi theo thấy không tiện.
mình cứ đi lo công việc cho xong đi rồi về. Vậy mình có đi đâu chơi không? Thì em ở đây đọc báo chờ mình về, hay đi tản bộ bên ngoài nhìn ngắm cảnh vật xung quanh ở đây nè. Vậy cũng được, nhưng nhớ được đi đâu xa quá nghe. Dạ em biết rồi, mình đừng lo cho em. Xong việc tôi về liền với mình đó Đa. Đêm nay ngồi lại dưới hiên, có nỗi buồn biết chia cùng ai. Thế giới ngập tràn đắng cay, cớ sao em khổ đau trọn đời. Mưa rơi từng giọt khóc than, nước mắt em rớt bao năm. Chẳng không khổ đau, xin cho tôi quên đi tháng năm cùng người, dấu hận thù tình yêu qua bao bao giờ. Em yêu ai chắc mang bao lỗi lầm, đến bây giờ mời. Dạ, mọi việc á, tôi sẽ làm đúng theo sắp đặt của ông. Tôi sẽ về biên soạn toàn bộ giấy tờ rồi gửi ông coi lại.
Thiệt tình tôi rất vui khi làm ăn với người bạn chi giao như ông. Anh khách sáo quá, sẽ làm mất tình bạn thâm niên lâu nay đó đà. Có chuyện thì tôi mới phải nhờ cậy đến anh chứ. À vậy khi nào ông trở về Cần Thơ? Chắc tôi lưu lại cỡ một tuần. Kỳ này lên đây tôi có mang vợ tôi theo. Ra là vậy. Vậy thì ông nên lưu lại và cùng chị nhà tận hưởng không khí trong lành ở đây đi. À mà nè, hôm qua tôi có gặp em trai của ông, Ba Thiện đó. Ba Thiện hả? Ừ. Nó đang du học ở Tây Dương mà. Nghe nói là về Việt Nam mấy ngày rồi. Anh có lộn với ai không? Lộn sao được mà lộn. Tôi có dừng lại và trò chuyện với y mà. Y về Việt Nam lần này lý do là tháp tùng theo đoàn đại biểu nước ngoài dự hội nghị tổ chức tại nước mình. Tôi hỏi có về Cần Thơ chưa thì y nói chưa. Tôi còn nghe Ba Thiện nói y lưu lại Việt Nam cả tháng lận. Em có thương anh không? Em không biết. Anh đã nói chuyện của tụi mình cho anh chị hai. Anh chị nói tuần sau á, anh đưa em về ra mắt. Nếu anh chị ưng thuận á, thì sẽ chọn ngày lành tháng tốt cho tụi mình kết hôn luôn. Anh hai của anh ra sao? Có nghiêm trang, đáng sợ lắm không? Anh hai anh rất là nghiêm nghị và khó tánh. Nhưng anh rất thương anh và chiều anh lắm. Từ nhỏ anh thích cái gì anh cũng chịu anh hết á. Nghe anh nói sao em thấy lo lắng hồi hộp quá. Không biết anh có chịu nhận em làm em dâu không nữa. Chịu mà. Anh đã trình bày và nói hết tình cảm của mình cho anh hai nghe rồi. Anh có vẻ ưng lắm. Lệ Hằng à, em bằng lòng làm vợ anh nghe. Dạ em bằng lòng. Đúng là chú Ba có cặp mắt chọn vợ hay quá ha. Nhìn cổ xinh đẹp thanh tao như vậy, thế nào á nhìn thấy em dâu á, anh chú á cũng ưng bụng liền ha. Chị nói vậy á sẽ làm Lệ Hằng ngại đó. Tôi nói thiệt chứ bộ. Nghe chú Ba nói hôm nay dắt cô ra mắt gia đình mà tôi cũng thấy hồi hộp. Nhớ lúc trước cũng từng trải qua chuyện này mà thấy tức cười. Lúc đó chú Ba thấy tôi làm sao? Giờ nói thiệt đi, có phải thấy tôi á là chú vừa mắt với người chị dâu này liền không? Em à, hôm nay nhà có khách đó. Thì trước sau gì cũng là chị em với nhau mà, đúng không Lệ Hằng? Dạ. Tánh tôi á có làm sao là nó vậy hà. Khách đến nhà nghe tiếng bà nói không cũng sợ mất hồn rồi. Anh hai, dạ mời anh hai ngồi. Anh hai, đây là Lệ Hằng, người mà em đã thưa chuyện với anh. Hôm nay em đưa cô ấy về đây đặng ra mắt gia đình mình. Lệ Hằng. Dạ. Đây là anh hai của anh, em chào anh đi. Dạ, em chào anh. Ngồi xuống đi. Dạ, em ngồi đi.
Thì ra đây là Lệ Hằng. Em là Lệ Hằng đó Đa. Làm gì mà em run dữ vậy? Dạ. Minh. Minh ơi. Mình thấy sao? Em dâu mình hình dung thì thanh tú, cử chỉ lại đoan trang đó Đa. Bởi vậy tôi mới nói anh em nhà ông thiệt là tinh mắt. Không chọn thì thôi, chớ đã chọn thì toàn là chim sa cá lặn không à. Chú Ba đừng có lo, dòm anh chú là biết ổng rất ưng ý đó Đa. Thôi, cả nhà mình dùng cơm đi. Mọi người chờ ông nãy giờ rồi đó. Mình vừa ăn, mình vừa nói chuyện, chứ để cơm canh nguội lạnh mất ngon. Dạ, vậy mời anh chị. Em dạ, ăn đi. Cảm ơn anh. Vậy mời hai chị. Ăn đi. Dạ. Em ăn tự nhiên nhiều vô em. Dạ. Em đừng khóc nữa em. Nhìn em rơi lụy mà anh đã hoàn thắt có ruột gan. Anh biết việc anh ra đi lúc này sẽ làm cho em bi lụy, nhưng mà anh không còn cách nào khác em à. Anh đi rồi chừng nào anh mới về? Chắc khoảng 4 năm lận. Sau khi tốt nghiệp á, anh sẽ về. Lúc đó tụi mình sẽ làm đám cưới nha em. Mọi chuyện anh làm hôm nay hết thảy là vì tương lai của hai đứa mình. Mình phải cố gắng vượt qua hoàn cảnh trắc trở này em à. Anh phân tích lý lẽ như vậy cũng làm em hiểu được mọi chuyện rồi đó Đa. Thương anh, em sẽ cố chịu đựng nỗi buồn ly biệt. Nhưng sao em không thể nào cầm được nước mắt khi nghĩ đến chuyện phải xa anh. Lệ Hằng à, anh rất hiểu tình cảm của em đối với anh như thế nào. Anh hứa với em, qua đó anh sẽ gửi thơ cho em hàng tuần. À, em nhớ qua nhà anh hai để nhận thơ nha. Mà em cũng phải xin viết thơ cho anh nữa nghe không? Anh đi học để mơ này có tương lai tươi sáng. Việc này em hoàn toàn đồng tình với anh. Nhưng chỉ sợ anh đến chốn phồn hoa đô hội, anh thay lòng đổi dạ, quen với cô đầm nào đó rồi quên em luôn đó Đa. Lệ Hằng, anh hứa anh sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với em. Anh chỉ yêu thương mình em và một lòng một dạ chung thủy với em thôi. Anh xin thề suốt đời này anh chung thủy với Lệ Hằng và chỉ lấy Lệ Hằng làm vợ thôi. Bộ em không tin anh sao? Em tin anh. Nhưng người ta hay nói xa mặt cách lòng mà. Em còn nghe nói gái Tây Dương
Họ không có coi trọng chuyện tiết trinh. Họ không an phận thủ thường giống như đàn bà nước mình. Với lại họ cũng đẹp đẽ, tân thời lắm phải không anh? Trong mắt của anh không có ai đẹp bằng em đâu. À, em à, anh Hai đã hứa sau khi anh có bằng tốt nghiệp á, thì ngày anh trở về là ngày hai đứa mình sẽ kết hôn đó. Em hãy nghĩ đến ngày đó mà vui lên nghe em. Dạ, em chào chị cả. Em đến chơi hử? Vô nhà uống chén nước đi em. Dạ, thưa chị, anh Thiện có gửi lá thư nào cho em không? Sao mấy tháng nay không thấy nó gửi lá thư nào hết trơn à? Chắc là do nó bận học quá đó đa. Thôi, em vào nhà chơi nói chuyện phím đặng. Dạ thôi, em xin phép về. Em chào chị. Lệ Hằng. Dạ, em chào chị cả. Anh Ba Thiện có gửi thư cho em phải không ạ? Cảm ơn chị. Lệ Hằng, em hãy quên anh đi. Anh thấy mình không xứng đáng với tấm chân tình của em, người mà em luôn thương quý, luôn xem như là nơi xứng đáng để trao thân gửi phận. Nay đã không còn giữ được lời hứa khi xưa. Anh thật khổ thẹn vì lỗi hẹn với em. Anh sẽ không bao giờ trở về nữa vì không còn mặt mũi nào đối diện với em. Hãy tha thứ cho anh nha em. Em, chị thấy thật là nhẫn tâm khi mà trao cái lá thư này cho em đọc. Nhưng chẳng thà em biết còn hơn là phải dối trá quanh con. Nhưng tại sao anh Thiện lại nói chia những lời bạc tình bạc nghĩa như vậy hả chị? Em không tin đây là những lời anh nói với em. Có phải anh nhầm lẫn hay trêu ghẹo gì em không? Ba Thiện, anh có nỗi khổ gì mà không thể quay về được chứ? Em bình tĩnh đi Lệ Hằng. Sự thật phũ phàng là như vậy, không có né tránh được đâu em. Dù gì em cũng phải cố vượt qua cái nỗi đau khổ phụ tình này. Chị biết em sẽ khó mà chấp nhận cái chuyện này, nhưng mà em không nên phí tuổi xuân mình trong hy vọng mù mịt. Em à, hãy can đảm để mà vượt qua đi.
và sống đường hoàng trong ngày tháng xa này. Xa cách đằng đẵng, không tin tức, không thơ tự. Em chờ đợi mỏi mòn từng khắc từng giây, để rồi bây giờ nhận được lá thơ để sao? Chị cả, tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em thấy ức lòng quá, em đau đớn không sao tả xiết. Chị à, chị nói đi, em phải làm sao đây? Em phải làm sao đây hả chị? Em phải làm sao bình đây? Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh. Có phải còn một lá thơ nữa của ba Thiện phải không? Hả? Tại sao chị lại giấu em vậy? Chị đưa cho em đi, chị đưa em coi đi. Không em, đừng coi. Anh hai, em sẽ không về nước như đã hứa. Vì vậy em đành phải nói lời xin lỗi với anh. Em đã làm một việc mà không xin phép anh hai. Anh à, bên cạnh em lúc này đã có người con gái Tây Dương mà em đã dành cho cô ấy rất nhiều tình cảm yêu thương. Cô ấy sau này sẽ là vợ em. Khi nào thu xếp công chuyện xong, em sẽ dắt cô ấy về nước ra mắt và chịu tội với anh chị. Bình tĩnh đi anh. Lệ Hằng, em sao rồi? Chị nói em biết đi. Những gì em đã đọc, đã thấy chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không chị? Chị, anh Thiện không bao giờ đối xử tệ bạc với em như vậy, đúng không chị? Đúng không? Anh Thiện anh thương em thiệt tình mà chị. Anh sẽ quay về kết hôn với em như lời thề năm xưa chứ. Chị ơi, chị nói đi chị. Chị cả à, chị nói đi. Tất cả không phải là sự thật, đúng không chị? Chị cả ơi, đừng có đối xử với em tàn nhẫn như vậy mà. Anh Thiện ơi, toàn